tới channel của mình nha. Hôm nay mình đi dẫn các bạn đi safari. Coi tí nữa coi ở trong này nó như thế nào nha. Cái này lần đầu tiên mình đi à. Cái này cũng lần đầu tiên thôi. Này mấy đứa nhỏ nó nghỉ spring break. Hôm nay mình đi safari San Diego đây. Đẹp nã này. Ok, giờ mình đi vô nha. Let's go. Mình vô cửa đây. Scan cái vé. Mới vừa check in xong. Thì từ giờ cho tới chiều á. Yeah, let's go. Wow, ok, vô trong một cái chuồng chim bự nè. Nước. Oven, look. Đó. Kia là à, nó làm cái tổ nè. Thấy không? Đó, tổ chim á. Đó, 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 đó. Đó, tổ chim này giống như tổ vòng dọc quá. Đẹp quá. Ở đây cũng còn tổ nữa. Đó, mấy cái tổ này là mấy anh chim gì đây? Không nguyên con công hay con chim gì đây ta? Ok, bây giờ mình đi qua khu khác. Hôm nay vắng. Đó, nó có đường chỉ hết. Bêu cái đường này cho mình đi. Đi mình chậm chậm mình coi. Dịch. Mombasa Lagoon. Heo rừng. Ồ, heo rừng bự ghê à. Nguyên con heo rừng. Heo rừng nè. Ủa lợn nó phá quá trời. Con này nè đó. Wow. Cảnh cái này quá đẹp luôn. Tiếp. À.
Bịt trời nè. Bên này có mấy em bồ nông. Crowd crane. Đây sở xịt nước ướt quá ha. Đây, exit. Nó đi xuống to the left. Đó, chỗ này có mấy con ấy nè. Hidden jungle. Quật phải, quật trái. Thấy gần chút nè. Đi sát chuồng luôn. Lúc này hôm nay mình đi vô rừng nha các bạn. Ồ, này đẹp quá. Chụp hình không? Ồ, cái gì đây? Tre hay là cây? Nè, mấy cái tre nè. Tre quá trời lớn luôn. Ồ. Ông Nguyễn Cầu đẹp quá. Chụp tấm hình. Wow. Ồ. Mình đang trên cao chụp nhìn xuống à. Trên này mình đang rất là cao nha. Đó, nhìn xuống nè. Thấy cái tram nào ta? Đây chắc ra chụp hình cảnh ở ngoài này trước nè. This one. Balloon Safari. Khu vực Lion Camp. Sư tử. Mà không biết có con nào không. Chi tà. Đây. Khu này bự quá, đi bộ mệt. Mệt quá. Sư tử đây. Đây là, đây là chuồng sư tử. Mà sao không có con sư tử nào hết. Này là bằng kiến nè. Này là một kiến, kiến dày lắm. Này chuồng sư tử nè. Đó là anh nè ha. Đó, khu vực của sư tử. Đi này giống như mình đi vô trong African lion. Sư tử này nó thả đi ra ngoài kia không ơi. Thả đi vòng vòng ngoài đó đó. Cái này là, cái này là nguyên khu vực này chắc sư, sư tử. Morning, morning. Lion here. He's not here yet. Oh, okay. Có hai em sư tử. Sư tử cái mà không có anh nào hết, đang nằm sưởi nắng, mới có 9 tuổi thôi, mới 9 tuổi thôi, đó, 9 tuổi, em lion 9 tuổi đây. À, đứng đây thấy rõ mặt của hai em hơn là đó. Một em nằm dưới kia. Đây. À, chiếc này là chiếc mà chở người ta đi vòng vòng á, nhưng mà African tram đây. Mình đi vô, mình leo lên xe, mình đi cho người ta chở đi vòng vòng. Coi thú, đỡ mệt nha. Go this way.
chứ cái khu đất đây là bự lắm, lộ bộ rất là mệt xỉu luôn á. Có một chiếc xe này đây, bà con đã xếp hàng chờ đợi lên xe đồng ghê á. Này ai cũng muốn đi lên xe đi ngồi coi cho nó đã. Giờ mình đã chuẩn bị lên xe. Đó, nó có cái tram như thế này, chở người ta đi vòng vòng ngắm cảnh. Ok, giờ mình đi lên xe. Lên chính giữa nè.
giờ mình ghé chỗ Avanco Outpost này kiếm đồ ăn, nó buồn quá. Sáng giờ mình đi không chưa ăn sáng. Sáng giờ chỉ có tiệm này mở cửa. Có không? Chim kêu quá trời. Ồ, vô đây là khu ghê không? Này thiệt là hoang dã luôn á. Đó, nghe tiếng chim hót luôn. Con gì cả, con này giống như con vulture quá ha. Hay là con cò nè, đứng trên đây chụp đẹp nè. Con này con gì vậy ta, đẹp quá. Xin xét như kìa, một em cò đang tỉa. Cò bự ra marabou star. Nè đứng đây nè, đứng đây lấy con cò nè. Đó, mình làm tắm đi. Okay. Thank you.
Khu này khu dành cho nít chơi. Ê kìa, chơi với mấy con dê. Hôm lại chơi với mấy con dê coi. Ê Vy, lại coi Vy. Vy. Vô đây. Bà thú. Không có. Thú này nó này giống như ở Santana Zoo nhưng mà kệ nó. Nè, có mấy con dê ăn ship nè. Nè ăn ship tổ hồi nãy luôn. Thấy không nè, lại đây. Làm gì? Ship quá sao bự luôn. Trù quán này chắc trù lấy lông. Lấy lòng á. Ship. Đây có hai con em dê nè. Hello. Oh, here we go. Half of like 25 miles an hour. Đi đâu thì thôi. Ở chỗ caravan rồi. Ở đâu? Này như không phải, không thấy chỗ exit. Phải không ta? Hình như vậy á, đúng rồi. Phải đi xuyên ngang cái chuồng chim nè.
Bây giờ mình đi kiếm đường mình đi ra. Sáng giờ đi chơi hôm nay cũng 4 tiếng à. Giờ đi chơi cũng 4 tiếng mấy rồi. Coi cũng khá nhiều. Mấy em thú. Video đã dài. Mình xin tạm biệt nha. Mình đi về. Okay. Các bạn xem phim vui vẻ nha. Bye.